Máy chạy, hiện trường im lặng. Bữa nay quán chị có sự kiện hả? À, thôi được rồi, được rồi. Chị hôm nay nghỉ đi ha. Hôm khác chị tới, tôi sẽ tập lại cho chị ha. Rồi. Sao? Chị qua chị cũng tới được. Bữa nay quán chị có sự kiện, cho nên đến tập mới được. À, bà bỏ tập hôm nay là tuần lễ rồi đó. Ờ, tôi biết rồi. Ba ngày rồi, chị nhà cũng thành tiếng đây. Ra đồn nè. Bà có một trong nhà gian đi theo, đang đi theo gì? Ừ, con đang đụng tay, con xong rồi đụng. Mừng cho chị ha. Ừ. Ở chị mình tập nha. À, đợi hai đứa nhỏ tới mình tập luôn. Hai đứa nhỏ? Dạ, hai đứa nhỏ trước đó chị. Ờ, tôi thấy vậy nè, hình như hai đứa nhỏ nó học nghỉ cũng nước. Nó học rồi chắc là theo em buộc gì đó chứ nó thích. Dạ. Nó thích bây giờ nó thích cái gì mà hiện đại hơn chứ còn không phải ba cái cha 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 rà của mấy ông già bà già đâu. Đó. Bởi vậy mà tôi thấy là cái môn nhảy là tăng bây giờ tăng không phải là gọi nhảy đầm gì nữa mà là nhảy nghệ. Tôi nói gì buồn. Dạ. Em nói buồn chị, em đang vui nè. Em nghĩ là mỗi một người đều có sở thích, nếu họ thích vậy thôi. Em sẽ chỉ dạy những người mà họ thích. Đó như vậy mới vui đó chị. Bây giờ tôi hỏi thiệt nha. Dạ. Tôi thấy cơ bộ lớp học cũng càng ngày càng bớt sự. Ví dụ như còn một người thì chị có dạy. Dạ dạy cái chị. Phương Trâm của em cho dù không ai tới lớp, em vẫn đứng nghỉ một mình. Huống chi là có chị ở đây. Em vẫn dạy bình thường, tập đi từ hôm nay nghỉ bài mới nha. Sao? Chân trên bên khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng quân tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, cha cha cha. Máy chạy. Và chị. Ủa chị quá, sao chị không tới? Hôm nay cái quán của chị có sự kiện hả? Thôi được rồi, được rồi, nghỉ đi ha. Rồi vài bữa tới đây tôi tập lại cho chị nha. Vậy là bà qua không tới? Dạ, hôm nay quán chị có sự kiện, cho nên là chị bận. Sự kiện gì? Tôi nhớ đòi nha. Lúc này bà có một cha nhà gian đi theo. Rồi tính chí gì cuộc đời của bà nó chưa vào mặt với nhà. Ôi gì ha chị? Cái mặt đó mà. Dạ thôi kệ chị, cũng mừng cho chị ha chị ha. Giờ đi dùng tập đi. Dạ khoan, đợi hai đứa nhỏ tới tập luôn chị nha. Hai đứa nhỏ. À giờ tôi thấy hai đứa nhỏ nó học nghiện cưỡng lắm. Nó học theo cái sự bắt buộc người lớn nên tôi thấy nó nhiệt tình. Ôi sao còn thích bây giờ tôi dữ lắm bộ. Nó khoái cái gì hiện đại mạnh mẽ chứ nó cho ba cái xì lô cha 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 rồi có mấy cái người già chứ của tụi nó đâu. Xin lỗi, nó làm gì buồn à? Dạ không, cái mặt em vẫn vui nè chị. Vui lắm. Không buồn đâu. Bây giờ tôi hỏi nha. Tôi thấy cái chỗ tập nhảy của mình đó nó ít dần. Bây giờ ví dụ như còn một người dạy dạ chứ. Phương Trâm của em cho dù không có ai đến lớp em cũng đứng dậy một mình, huống chi hôm nay có chị đây. Đúng rồi, chứ bây giờ người ta gọi là học nhảy đầm mà ta nói nhảy này là nhảy nghệ thuật gì đó. Dạ nghệ thuật mà có sức khỏe đó chị. Ừ đó. Vậy thì mình nhảy. Dạ bắt đầu nghe chị. Ừ rồi giờ chân trên bên khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng với tà áo tung bay. Bắt đầu đi chị. Ừ. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sống quê tôi nói chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, cha cha cha. Ủa, sao lớp mình hôm nay đông vậy ta? À, ôi,
rồi, mình. Rồi bây giờ tới giờ học rồi nha. Để con coi coi trước là hai con biết rồi, giờ là con đã đến đây. Đầu tiên khi mà chúng ta tập nhảy môn cha 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 này, chúng ta phải giải phóng mình này đó, nhất là chúng ta phải mở rộng những cái khớp tay, những cái khớp chân của mình ra, đứng làm sao để cho nó mình vô điều nhảy nó dễ hơn đó. Đầu tiên như thế nào, con đưa chân phải lên, đưa chân phải lên rồi ưỡn ngực ra trong cái tư thế là ngực ở chỗ bánh thành và mông nó trở lên đó, đứng về ví dụ dễ hiểu ra. Con mở rộng gian ra thì nè, nó lên con cứng quá vậy cái nơi này nè, đó đó nè, tụi con làm theo đi. Dạ hello, xin lỗi là bữa nay là cô đánh giả. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tục bài mới nha. Ủa ai vô lễ vậy? Cô thì giáo đang nói chuyện mà. Gì cái gì? Tôi là giáo viên ở đây chứ học viên gì? Không có, em là giáo viên học lớp kỹ hiện đại ở đây. Hồi nào? Dạ, cô vô nè, em có đẩy lớp cô vô nè chị. Cô có lộn hay không? Tôi dạy cái lớp này cũng hơn nửa năm rồi, cũng vào lớp 10 giờ. Em nghĩ chị là người lộn quá không? Hôm nay là lớp kỹ của em. Vậy là sao? Mọi người đi phải học hiện đại mọi người. Vậy là sao kìa? Thôi thôi thôi, bây giờ nè. Nghe cô hỏi nè. Ai đang học lớp thiêu vũ cha 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 của cô thì giơ tay lên. Chưa con giơ sau cùng đó. Thôi bây giờ nha, không có tranh cãi nữa. Tất cả mọi người ở đây, ai học lớp vũ cha 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 của cô giơ tay lên. Ủa sao mình vậy vậy? Không. Ủa sao hai đứa? Sao chậm thôi. Học hai môn hả?